Hello, xin chào tất cả các cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đã và đang ủng hộ kênh Điện Gia Dụng Nhật của Thanh Hóa. Mình tên là Thanh Hóa, 38 tuổi, đang ở địa chỉ Chợ Lăng Sen, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Hôm nay mình đang test em khử mùi diệt khuẩn, em đều hút ẩm nha quý khách. Panasonic F gạch ngang IZM X60 ha. Em này là ngoại hình đẹp 90%. Em thì bị một lỗi duy nhất, không phải bị lỗi mà là mắt, do dân chuyển nó mắc cái nắp. Thường thường đây nó có cái nắp, giờ nó không có cái nắp ha, nên mình bán giá là 800 ngàn. Đây giờ mình quay ngoại thất trước đó ha, rất là đẹp ha. Không bể lủng gì hết nghe quý khách, bể lủng trả lại, rất là đẹp. Cái này do cả ga cả vô nó hơi chạy chút xíu ở dưới đít. Đây ruột rang 7 màu 8 giấc luôn nè, nó tự quay luôn nè, nó diệt khuẩn bù hút ẩm vậy mới đó, đó nó tự quay đó, rất là đẹp ha. Nó còn một cái miếng lưới nữa nè, điện 100, nếu như thường thì là có mấy chục quá thôi, mà nếu như sưởi nóng là tới 400 mấy, nó có sưởi nóng nữa. Hàng này 2016 ha, mới có 4 năm nay thôi ha, do vận chuyển nó bị mắc một cái đó. Rồi nguyên thủy của nó là gì ha, dây nhựa lộ coi hết nha, dây bự nha quý khách. Giờ ha, giờ mình test máy ha, lúc này là lúc khởi động. Rồi cái này là nóng mạnh yếu gì đó. Cái này là gì? Này nóng nè, màu đỏ là họ đã khà hay nóng nè, xanh nè. Đây dấu của em nữa nè, ok ha, có hộp bộ luôn nè, quay đường nó quay cực kỳ luôn, quay đường luôn, quay nghe tiếng gió không, không nghe tiếng máy luôn. Mà bấm tới lúc nào rồi lại ok ha, lúc này khách nào có nhu cầu liên hệ Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt cho mình ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Em này mình bán muốn bán giá mong muốn là 800 ngàn ha, tại nó bị mắc cái nắp ha. Rồi ship dẫn chỉ hai bình thường như mọi khi. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách đã và đang quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lần sau.